Xin chào bạn, trong nội dung này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tìm kiếm trong một cái file cụ thể nào đó. Giả sử ở trong cái file main activity.java mình muốn tìm kiếm một cái tên biến. Ok, thì sẽ làm như thế nào? Cái công việc của ta cực kỳ đơn giản. Đầu tiên các bạn ấn cái tổ hợp phím Ctrl F, nhớ là phải kích chuột vào cái file main activity.java hay là cái file mà các bạn muốn tìm kiếm. Ấn Ctrl cộng với phím F. Sau đó thì công việc tiếp theo của bạn đó là trên này nó hiển thị ra một cái chỗ mà chúng ta điền những cái thành phần ra cần tìm kiếm vào. Ví dụ mình tìm kiếm những cái mà có chứa cái cụm từ là button. Đấy. Thì khi mà mình tìm kiếm mà thấy thì cái phần nào mà tìm thấy nó sẽ có cái bôi cái màu vàng này. Mặc định là như vậy, các bạn có thể thay đổi. Và nếu như không tìm thấy đây thì nó sẽ có cái giao diện màu đỏ hồng hồng này ở trên cái search. Ok. Và bây giờ khi mà muốn thoát khỏi cái tính năng này ấy, thì các bạn đơn giản chỉ cần ấn phím ESC. Đấy, thì nó sẽ thoát. Ok, thì cái này chính là nếu như muốn thoát, đấy, chúng ta sẽ ấn ESC. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái clip này tại đây.